Các bạn đang nghe truyện mắt cấp ngoan nhân trên kênh TV Audio CV. Chương 1225, Vô Địch 4 Tà Tăng Phá Giới tự nói, rất lâu trước đây, từng có rất nhiều thiên nhân xuất hiện trong thế giới này, sau đó dần dần ít đi, đến bây giờ thì không còn một ai, đúng không? Nhưng ta biết một nơi, có bốn thiên nhân vẫn còn hoạt động. Ông ta nhấn mạnh, ta nói thiên nhân, không phải loại rác rưởi thiên nhân hóa thân, mà là thiên nhân chân chính chỉ cần các ngươi giết chết thiên nhân có thể lấy được trái tim thiên nhân từ trên người bọn họ còn gọi là trái tim ước nguyện có thể thực hiện bất cứ điều ước nào trong phạm vi quy tắc bốn trái tim thiên nhân chính là bốn điều ước nghe vậy ly dương lão tổ phương tri hành cùng những người khác đều thay đổi sắc mặt thiên nhân có lẽ là sự tồn tại bí ẩn nhất từ trước đến nay phương tri hành muốn tìm hiểu về thiên nhân điều tra bí mật của thiên nhân đáng tiếc không có kết quả gì cậu nhìn phong thánh ly dương lão tổ cùng năm vị võ thánh khác mở miệng hỏi ông ta nói thật à phong thánh đáp truyền thuyết đúng là như vậy nhưng chắc chúng ta đều chưa từng gặp thiên nhân thật sự đúng không bạch thánh khẽ gật đầu nói ta chỉ đọc được vài chuyện liên quan đến thiên nhân trong một số điển tịch cổ xưa kiếm thánh bạch y đáp kiếm thánh nhất mạch truyền thừa từ đời này sang đời khác ta có thể trả lời ngươi như vậy những gì phá giới nói tám phần mười là thật. Ly Dương lão tổ nhìn chầm chầm tà tăng phá giới, quát hỏi, bí mật như vậy, sao ngươi biết được? Tà tăng phá giới bình tĩnh ung dung, cười gian nói, truyền thừa của chùa Minh Hoàng cũng rất cổ xưa mà, hơn nữa ta vẫn luôn rất tò mò về thiên nhân, nghiên cứu nhiều năm, đi khắp nơi, lâu dần, đương nhiên có thể tìm được một số manh mối hữu ích. Ly Dương lão tổ im lặng một lát, nhướng mày nói, vậy ngươi nói thử xem tà tăng phá giới lập tức đáp thông tin về bốn thiên nhân đủ để đổi lấy hai mạng người đúng không ly dương lão tổ và trạch thánh trao đổi ánh mắt gật đầu nói được lúc này phương tri hành thản nhiên nói cộng thêm mạng của ta bốn đổi ba được không tà tăng phá giới lập tức liếc xéo phương tri hành cười như không cười nói chuyện này ấy mà lời còn chưa dứt ly dương lão tổ trừng mắt nhìn tà tăng phá giới ngắt lời nói không được hôm nay dù Phật tổ đến cũng không cứu được ông, ta nói. Tà Tăng phá giới cười lớn nói, ngươi đừng vội, bọn ta không thân không thích, ta không nói muốn cứu ông. Ông ta nhìn Phương Tri Hành, xuề tay ra nói, mỗi người có số mệnh riêng, ngươi vẫn nên tự cầu phúc đi. Khóe miệng Phương Tri Hành nhếch lên một nụ cười rồi đáp, người xuất gia từ bi là chuyện đương nhiên. Ông sẽ hối hận về quyết định này nhanh thôi. Tà Tăng phá giới chấp tay, cười lớn, ta tu đại vô ý đạo, không bao giờ nói đến từ bi. Đại vô ý, phương tri hành tâm thần khẽ động, cậu nhớ lại mỗi lần gặp tà tăng phá giới, kẻ này đều điên cuồng, không hề sợ hãi, thật sự cho người ta cảm giác không sợ hãi. Thì ra là thế. Ly Dương lão tổ không kiên nhẫn nói, mau nói đi. Tà tăng phá giới lại thông dông nói, tên của bốn thiên nhân đó là thiên lôi, thiên hoàng, thiên ẩn, và thiên đố. Ông ta chỉ xuống mặt đất, Nói từng chữ một, bọn họ đều ở thiên hạ cơ thần tầng năm. Lời vừa nói ra, giống như một cơn gió lốc quét qua. Phương Tri hành mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, nhìn sâu vào tà tăng phá giới, ánh mắt trong veo như nước. Ly dương lão tổ rơi vào trầm mặt, sau đó ông ta lại nổi giận lôi đình, trầm giọng nói, Người nói người ở tầng năm, chúng ta làm sao kiểm chứng. Bạch Thánh lắc đầu cạn lời, lạnh lùng nói, tầng năm lớn như vậy, đi đâu tìm người. Trạch Thánh vô cùng tán thành, vẻ mặt không vui nói, thế giới tầng năm không có tinh hoa thiên địa, lại có độc tính rất mạnh, chúng ta hoàn toàn không có khả năng săn giết được bọn họ. Kiếm Thánh Bạch Y nhẹ nhàng vuốt ve bảo kiếm, thái độ không cần nói cũng biết. Tà Tăng phá giới không hề sợ hãi, ung dung đưa tay vào ngực, lấy một cuộn giấy màu đen rồi từ từ trải ra. Đây là bản đồ thiên hạ cơ thần, bốn vị thiên nhân đó ở trên hòn đảo này, ta đã đánh dấu vị trí đại khái rồi. Tà Tăng phá giới đưa tay chỉ vào một chỗ rồi cười nói, chắc các ngươi có rất nhiều cách xác nhận ta có nói dối hay không, còn về việc làm thế nào để săn giết thiên nhân, thì phải xem các ngươi có bản lĩnh đó hay không. Ánh mắt mọi người đồng loạt đổ dồn vào tấm bản đồ đó. Phương Tri Hành cũng nhìn thấy, không sai, đúng là bản đồ thiên hạ cơ thần. Đại lục thần cơ, đảo biệt lập đại chu, vùng biển rộng lớn lần lượt hiện ra trên giấy. Ly Dương lão tổ nhận lấy tấm bản đồ, suy nghĩ một lát rồi cất đi. Các ngươi có thể đi rồi. Đa tạ. Tà. tà tăng phá giới chấp tay rồi nắm lấy cánh tay phá không Phật tử, xoay người định đi. Chậm đã. Đột nhiên, Phương Tri Hành lên tiếng. Tà tăng phá giới nhướng mày, có gì chỉ giáo? Phương Tri Hành khẽ cười nói, bọn họ cho phép ông rời đi, nhưng ta vẫn chưa cho phép, không phải hả? Tà tăng phá giới cau mày, nghi hoặc nhìn Phương Tri Hành rồi ngạc nhiên nói, Ồ, đạo hữu đúng là một người thú vị, bản thân khó bảo toàn, vậy mà còn rảnh rỗi giữ chúng ta lại. Phương Tri Hành đáp, tà tăng phá giới, tuy chúng ta đã giao đấu nhiều lần, nhưng chưa từng thực sự quen biết nhau, hãy tự giới thiệu đi, tại hạ Phương Tri Hành. Ngươi, toàn thân tà tăng phá giới cứng đờ, biểu cảm trên mặt lập tức trở nên vô cùng thú vị. Mơ hồ, nghi hoặc, kinh ngạc. Các loại cảm xúc phức tạp lẫn lộn, ông ta chưa từng hỏi vị khách khanh của Thương Hải môn này tên là gì. Nhưng ngay cả khi nghe thấy ba chữ Phương Tri Hành, ông ta cũng ngẩn người ra một lúc lâu. Cái tên này vừa quen vừa lạ. Quen thuộc bởi vì khi ông ta rời khỏi tầng năm, có một người tên Phương Tri Hành xuất hiện làm chấn động cả đại chu. Xa lạ bởi vì ông ta chưa từng tiếp xúc với thiên tài tuyệt thế tên Phương Tri Hành đó. Cũng đúng ông ta và phương tri hành gặp nhau vài lần hoặc là không biết thân phận của phương tri hành hoặc là nghe thấy cái tên giả trương trường kích dù thế nào đi nữa sự kinh ngạc trong lòng tà tăng phá giới cũng phóng đại vô hạn nếu thanh niên trước mặt này chính là phương tri hành đó có nghĩa là đối phương cũng đến từ thế giới tầng năm sao có thể như vậy được sao ông có thể làm được lúc này phá không phật tử tâm thần khẽ động thay đổi sắc mặt nói chẳng lẽ cao thủ phục kích chúng ta hôm đó chính là ngươi phương tri hành lật tay lấy tài quyết chi trượng ra dưới ngọn lửa bao bọc hình dạng nhanh chóng thay đổi được đúc lại thành cửu hoàng tích trượng đồng tử tà tăng phá giới co rút tặc lưỡi nói rốt cuộc giữa chúng ta có thù oán gì phương tri hành nhắc nhở nhan thị tử trang ông đã giết ta một lần quận hà hà ông truy sát ta huyện thành ngọc lan chúng ta cùng nhau chứng kiến thiên nhân đổ kiếp cùng với tấm khu ra đời tà tăng phá giới nín thở một cổ hàng ý to lớn từ lòng bàn chân chạy thẳng lên đỉnh đầu lông tơ dựng đứng đám người ly dương lão tổ nhìn nhau không hiểu chuyện gì đang xảy ra ngay sau đó phương tri hành ra tay ném cửu hoàng tích trượng ra tài quyết chi trượng dưới pháp trượng chúng sinh bình đẳng cửu hoàng tích trượng bộc phát ra ánh sáng hỗn độn không đen không trắng một khối hỗn độn nhưng lại mang theo uy năng vượt xa tưởng tượng chuyện này ngươi cũng biết phán xét thiện ác hả tà tăng phá giới giật mình ông ta không chút do dự đưa tay kéo phá không phật tử ra trước mặt sư thúc người phá không phật tử ngay người không thể ngờ rằng mình sẽ bị tà tăng phá giới bán đứng ầm uhm, cửu hoàng tích trượng lập tức xuyên thủng ngực phá không phật tử dư âm xé nát phân giải cơ thể ông máu thịt bay tứ tung nhân cơ hội này tà tăng phá giới vội vàng lùi lại hai màu đen trắng bùng phát xung quanh thân thể ngưng tụ thành thần quang hộ thể tầm cửu hoàng tích trượng thế không thể đỡ lao thẳng về phía trước đánh vào bụng tà tăng phá giới đóng ông ta xuống đất ọc tà tăng phá giới ngửa mặt lên trời phun ra một ngụm máu lớn tài quyết chi trượng cắm trên bụng xuyên qua nửa người thấy vậy đám người ly dương lão tổ đều không khỏi chấn động kinh ngạc không thôi ngay vừa rồi phương tri hành chỉ tiện tay một đòn đã thể hiện ra uy áp khủng bố mà chỉ có cường giả võ thánh mới có phương tri hành quay người cậu bình tĩnh nhìn ly dương lão tổ rồi lạnh nhạt nói đến lượt ông khóe miệng ly dương lão tổ co giật nheo mắt nói hóa ra đạo hữu cũng là võ thánh ẩn giấu thực lực cố ý nhử ta mắc câu ý muốn gì nghe vậy phong thánh cười lạnh nói ly dương lão tổ ngươi quá vô sĩ rồi rõ ràng ngươi ra tay với người ta trước bây giờ lại đổi trắng thay đen, cắn ngược lại, không dám nhận à. Ly Dương lão tổ không hề nao núng, lạnh lùng nói, vừa giết một Phật thánh, lại giết thêm một phương tri hành, ngươi cho rằng chúng ta không làm được à. Phong thánh nhìn ba người trạch thánh, cười khẩy rồi nói, chẳng lẽ ba vị là nô tài của Ly Dương lão tổ, để mặc ông ta sai khiến, cam tâm tình nguyện chùi đít cho ông ta hả? Trạch thánh không khỏi tức giận nói, phong thánh, ngươi đừng có ở đây chia rẽ ly gián, gây chuyện thị phi. Bạch Thánh chậm rãi nói, nhưng mà lời Phong Thánh nói cũng không phải không có lý, Phương Đạo Hữu không phải người của Chùa Minh Hoàng, ta không có sát tâm với ông. Kiếm Thánh Bạch Y Phụ Họa nói, Ly Dương Lão Tổ, chuyện của ngươi tự ngươi giải quyết, đừng có lôi ta vào. Trong lòng Ly Dương Lão Tổ trùng xuống, ông ta chỉ vào Phương Tri Hành rồi nghiêm túc nói, người này xuất hiện đột ngột, trên người nhất định cất giấu bí mật to lớn, các ngươi cùng ta giết ông chia sẻ bí mật thế nào ngoài ra di sản của phật thánh ta không lấy một xu cho các ngươi hết ba người trạch thánh bạch thánh kiếm thánh bạch y nhìn lẫn nhau trăm miệng một lời không đủ ly dương lão tổ nghiến răng buồn bực hét lên đồ trong kho báu vương triều ly dương tùy các ngươi chọn một món ba người trạch thánh vẫn không động lòng ba món ly dương lão tổ thở hổn hển mặt đỏ bừng, đây là giới hạn cuối cùng của ta. Ba người trạch thánh lại nhìn nhau, bọn họ vô cùng ăn ý nở nụ cười. Ly Dương lão tổ lại nhìn về phía phong thánh, cười lạnh nói, còn ngươi, có muốn tham gia không? Ánh mắt phong thánh lấp lánh, lạnh nhạt nói, ta không có hứng thú tham gia. Hừ. Một tia tức giận hiện lên trên mặt Ly Dương lão tổ, rõ ràng ông ta đã ghi hận phong thánh. Nhưng bây giờ không nên kết thêm thù, đợi giải quyết xong phương tri hành thì ông ta sẽ bắt sống phong thánh từ từ thưởng thức phong cảnh dưới váy bà ta phương tri hành ngươi không nên chọc giận ta ly dương lão tổ hăng hái sát khí lạnh lẽo tùy ý lan tràn trong thiên địa không gian mơ hồ vặn vẹo ba người trạch thánh thúc giục khí tức vì thế cũng theo đó tăng cao bầu trời tối sầm lại giống như muốn sụp đổ thấy vậy phong thánh lặng lẽ lùi lại đứng từ xa quan sát Phương Tri Hành không đổi sắc mặt, ra tay trước để giành thế chủ động, đánh ra một chưởng pháp huyền diệu tuyệt luân. Bộ bộ ma ngục Trong nháy mắt, đầu bốn người ly dương lão tổ giống như bị đánh mạnh, trước mắt xuất hiện nhiều bóng chồng lên nhau, thiên địa quay cuồng. Bọn họ không tự chủ được lão đảo lùi lại. Một bước, rơi vào hỏa ngục, hai bước, rơi vào địa ngục hàng băng, ba bước, rơi vào địa ngục trúc lưỡi, bốn bước. Kiếm tâm vĩnh hằng Thình lình, kiếm thánh bạch y cắn đầu lưỡi, chống bảo kiếm xuống đất, cưỡng ép ổn định thân thể. Chỉ là lùi lại bốn bước, đã khiến ông trải qua một cơn ác mộng khủng khiếp, tinh thần suýt nữa sụp đổ. Nếu không phải các đời kiếm thánh có truyền thừa tiếp nối, kiếm tâm vô cùng vững chắc thì ông nhất định sẽ lật thuyền trong mương. A à a. À, tiếng kêu thảm thiết và kinh hãi vang lên. Kiếm thánh bạch y quay đầu nhìn lại, phát hiện trạch thánh đã liên tiếp lùi lại 10 bước rơi vào địa ngục huyết trì sôi sùng sục vẫn tiếp tục rơi xuống người này xong rồi cùng lúc đó bạch thánh cũng dừng lại ở bước thứ bảy bà ta tóc tai bù xù giống như quỷ dữ chịu đựng nỗi đau do địa ngục đao sơn mang đến ly dương lão tổ thì dừng lại ở tầng năm địa ngục nghiệp kính cả người bá khí ngút trời giống như giang sơn vạn dặm không thể lay chuyển ai cho phép các ngươi dừng lại phương tri hành cười lạnh hai tay tung bay vô số bóng chưởng theo đó ào ạt bay ra, từ trên trời giáng xuống. Chưởng, ma ái chúng sinh, này, mạnh mẽ tuyệt luân, vô cùng thích hợp tấn công tập thể. Vạn kiếm quy nhất Kiếm thánh bạch y biểu tình hung ác, từng đạo kiếm ảnh hiện ra trên đầu, số lượng khổng lồ giống như không đếm xuể. Lúc này, vạn kiếm cùng xuất, kiếm ảnh và trưởng ảnh gặp nhau giữa không trung, triệt tiêu lẫn nhau, đối kháng tan biến. Tuy nhiên, kiếm thánh bạch y nhanh chóng nhận ra ma chưởng mà phương tri hành đánh ra không chỉ uy lực lớn mà còn vô cùng vô tận vô lượng vô biên dần dần kiếm ảnh bị trấn áp xuống kiếm thánh bạch y lại lùi một bước sắc mặt trở nên vô cùng khó coi cùng lúc đó ly dương lão tổ ngẩng đầu lên tóc dựng ngược vô số bóng chưởng như mưa rào trút xuống người ông ta tuy nhiên ly dương lão tổ nhanh chóng thi triển một môn thần công luyện thể toàn thân mọc ra vảy rồng đen và hỏa diễm chí dương, kiên cường bất khuất, đứng vững không ngã. Ma trưởng đánh vào người ông ta, lách tách lách tách, tiếng nổ vang rền. Ly dương lão tổ đứng bất động, lại dựa vào thân thể biến thái để chống đỡ được vô lượng ma trưởng, dù sao, kiếm thánh bạch y ở tầng địa ngục phía trên, đã che mưa trắng gió cho ông ta, giúp ông ta nhẹ nhàng hơn không ít. Nhưng bạch thánh thì không được, bà điên cuồng vung cây gậy gãy, vẽ ra từng bức tranh bạch sơn hắc thủy, Sơn hà tráng lệ Nhưng đều bị vô lượng ma trưởng đánh tan Trong nháy mắt Bạch thánh bị trấn áp đến tầng 9 địa ngục thiết thụ Còn trạch thánh thì vô cùng thảm bại Hoàn toàn mất đi sức phản kháng Một lui đến tầng thứ 18 địa ngục thư trùng Hoàn toàn bị trấn áp Thịt của ông bắt đầu thối rửa Bị dòi bỏ đục khoét Thảm không nở nhìn Cảnh tượng này Ai mạnh ai yếu liếc mắt là biết Trong bốn vị võ thánh tinh thần của trạch thánh là yếu nhất thực lực cũng kém nhất bạch thánh mạnh hơn một chút nhưng cũng không mạnh hơn bao nhiêu rất nhanh sẽ đi theo vết xe đổ của trạch thánh ly dương lão tổ công thủ toàn diện bá đạo long uy phi phàm kiếm thánh bạch y nội tình thâm hậu kiếm tâm vô địch ngang tài ngang sức với ly dương lão tổ mặc dù vậy bốn người bọn họ so với phương tri hành lập tức trở nên kém cỏi quá mạnh rồi ánh mắt phong thánh sáng trực thực sự không thể tưởng tượng nổi một mình phương tri hành lại có thể đánh cho bốn vị võ thánh không ngẩng đầu lên được nguy cơ tứ phía cả bốn người ly dương lão tổ cũng bị chấn động dữ dội bọn họ cảm thấy rất bất ngờ với kết quả này phương tri hành quá lợi hại không nghi ngờ gì chính là thực lực võ thánh đỉnh phong thần công tu hành cũng có phẩm cấp cực cao một địch bốn dư sức có thừa ta không tin Ly Dương lão tổ bị kích thích mạnh giống như phát điên, đột nhiên bộc phát ra ngọn lửa ngút trời. Đó là Ly Dương tử hỏa, tuyệt học thành danh của Ly Dương lão tổ. Ngọn lửa này khủng bố vô song, chí cương chí dương, nóng bỏng vô cực, thiêu trời diệt đất, ngay sau đó, Ly Dương lão tổ không lùi mà tiến tới, bước một bước về phía trước, khí thế bá đạo tăng lên từng bậc, không thể ngăn cản. Một bước đi đến tầng 4, lại một bước đến tầng 3 có ly dương lão tổ mở đường, áp lực của kiếm thánh bạch y chợt giảm xuống, theo sau ông ta một bước bước ra, trở lại tầng 4. Phương Tri Hành thấy vậy, bình tĩnh ung dung, chế nhạo nói, bộ dạng giải dụ của các ngươi khiến ta rất vui vẻ. Vừa nói, cậu dơ cao tam tim lưỡng nhận đao chém về phía ly dương lão tổ. Công chi thánh giả. Một đao chém xuống, giống như có thần trợ, không lệch không nghiêng chém vào ba tấc phía sau cổ bên trái của ly dương lão tổ máu tươi bắn lên không trung giống như núi lửa phun trào, đầu gối ly dương lão tổ khuỵu xuống, gân xanh trên mặt nổi lên, biểu tình vặn vẹo dữ tợn. Ở cổ, lưỡi đao cắt vào thịt, sâu đến tận xương, tiếp đó, phương tri hành rút tam tim lưỡng nhận đao về, ly dương lão tổ lập tức ngã về phía sau, loạn choạng lùi ba bước, rơi vào tầng địa ngục thứ sáu. Ngươi Ly Dương lão tổ không thể tin được, không ngờ rằng Phương Tri Hành lại biết điểm yếu trên thân thể ông ta, một đao chém trúng. Kiếm thánh bạch y cũng giật mình, trơ mắt nhìn ly dương lão tổ đi trước mặt mình ngã xuống, máu tươi phun đầy trời. Bản thân ông lại biến thành người tiên phong, lập tức đối mặt với phương tri hành. Kiếm vô cực, vô cực kiếm. Kiếm thánh bạch y không hề lùi bước, kiếm tu vốn đã điên cuồng, liều mạng còn tàn nhẫn hơn bất cứ ai. Trong nháy mắt, một đạo kiếm quan khổng lồ ngưng tụ thành hình, giống như mang theo uy lực khai thiên lập địa, phá không bay đi ừm có chút bản lĩnh đấy phương tri hành gật đầu lộ ra một chút tán thưởng không hổ là kiếm thánh nhất mạch có kiếm tâm thuần túy có thể tùy ý sử dụng các loại kiếm chiêu mạnh mẽ ứng biến linh hoạt khiến người ta không tìm ra được bất cứ sơ hở nào không kiếm đạo của ông không phải là hoàng mỹ không tì vết chỉ là ông đã biến khuyết điểm thành ưu điểm công chi thánh giả không thích hợp dùng trên người kiếm thánh vậy thì Phương tri hành linh cơ khẽ động, tay phải nắm chặt, ngưng tụ một đạo hắc khí, hóa thành một hạt giống, cuối cùng làm động tác cắm hoa. Đạo tâm chủng ma Trong nháy mắt, một hạt ma chủng nhỏ xíu bay ra, xuyên qua bốn tầng địa ngục nhanh như chớp, đi sau đến trước, dán xuống người kiếm thánh bạch y, kiếm thánh bạch y hoa mắt, lờ mờ thấy một chấm đen chui vào cơ thể. Ngay sau đó, ông cảm thấy một luồng hàng khí xuất hiện trong cơ thể, nhanh chóng lan ra tứ chi bách hài, lạnh đến mức máu huyết chảy ngược không nhịn được mà run rẩy vô cực sát kiếm đột nhiên dừng lại ngay trước mũi phương tri hành ngươi ngươi đã làm gì kiếm thánh bạch y da đầu tê dại ông ôm ngực mồ hôi lạnh như mưa trung cầm cập kiếm khí của ông trở nên hỗn loạn ánh mắt không còn trong trẻo giống như đã bị ô uế kiếm tâm của ta kiếm thánh bạch y bừng tỉnh kinh hãi nói ngươi thật độc ác dám làm ô uế kiếm tâm của ta, hủy hoại đạo cơ năm nghìn năm của ta. Phương Tri Hành cười lớn, kiếm thánh, lên đường bình an. Tam tim lưỡng nhận đao rơi xuống, nghịch, vô hạn thăng long. Biển cả vô tận hiện ra, từng vòng mặt trời nóng chảy phá nước sông lên, sau đó ầm ầm lao về phía địa ngục. Kiếm thánh bạch y mất hết sức chiến đấu, ông bị một vòng mặt trời nóng chảy đánh xuống vực sâu địa ngục. Tha mạng, xin tha mạng. Bạch thánh tuyệt vọng, đồng tử run rẩy dữ dội, bị nỗi sợ hãi vô tận nhấn chìm. Chỉ tiếc, lúc này hối hận đã quá muộn, bà và kiếm thánh bạch y cùng rơi xuống tầng địa ngục thứ 18, làm bạn với trạch thánh. Không, không. Ly Dương lão tổ không cam lòng gầm lên, giọng nói mang theo sự run rẩy không thể kìm nén, tỏa ra mùi vị sợ hãi từ trong ra ngoài. Thánh kiếm Ly Dương. Ngọc như ý chân long. Ông ta lấy hai món thần binh ra, đều là bảo vật đến từ tiên cung, món trước là cấp 8 trung phẩm, món sau là cấp 8 thượng phẩm. Ông ta dẫm ngọc như ý chân long dưới chân, ánh sáng rực rỡ, nâng ông ta từng bước bay lên, đón lấy đòn tấn công của mặt trời nóng chảy, từ tầng 6 địa ngục trở lại tầng 5, tầng 4. Đồng thời, thánh kiếm ly dương tỏa sáng rực rỡ, ngọn lửa màu tím bốc cháy hừng hực, cuốn quanh thân kiếm. Lưỡi kiếm đi qua, vạn vật bốc cháy, hóa thành tro tàn, Phương Tri Hành thờ ơ nhìn, cậu nhìn ly dương lão tổ giống như xem trò hề. ầm 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 Mặt trời nóng chảy không ngừng, biển cả cuồn cuộn. Kỹ năng bộc phát này, ý nghĩa chính là cưỡng đoạt lấy tinh hoa thiên địa, làm rối loạn kẻ địch dẫn động sức mạnh to lớn của thiên địa. Vì vậy, trong thế giằng co, vẻ mặt ly dương lão tổ ngày càng đau đớn, khí thế suy yếu dần, chân mềm nhũng, lại lùi về phía sau lùi một bước này thì không còn cơ hội lật mình nữa, a a a, quả nhân không phục. Ly Dương lão tổ mang theo sự không cam lòng và tuyệt vọng vô tận, rơi xuống vực sâu địa ngục. Giết, 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 giết bốn người liên tiếp, bốn vị võ thánh, người này nối bước người kia vẫn lạc, thân chết đạo tiêu, vạn niệm thành tro. Đã đạt được điều kiện để thiện ác tài quyết kinh, võ thánh cảnh mắt cấp, có thăng cấp không? Thăng cấp, Phương Tri Hành không từ chối, tuy cậu đã là cảnh giới võ thánh đỉnh phong, tích lũy công pháp ý nghĩa không lớn. Nhưng dù sao phẩm cấp của Am, Ly Thi, tệnh ác tài quyết kiên, không thấp, không chừng có thể mang một số bất ngờ đến cho cậu. Kỹ năng bộc phát, thiện ác bồ đề thân, level, 9, kỹ năng bộc phát, tài quyết chỉ, level, 9, kỹ năng bộc phát, tài quyết chi trượng, level, 9, lần này, đáng tiếc không có thức tỉnh kỹ năng bộc phát mới chỉ là thăng cấp 3 kỹ năng bộc phát cấp 8 ban đầu lên cấp 9 mà thôi. Xem ra, tiềm lực của mình đã cạn rồi. Phương Tri Hành nghĩ. Vừa nghĩ đến đây, đột nhiên cậu rùng mình. Chỉ cảm thấy từng trận đau nhói truyền đến từ mọi nơi trên cơ thể. Giống như có rất nhiều bàn tay vô hình đang xé rách cậu. Thiên địa đồng hóa, trở nên mạnh hơn rồi. Phương Tri Hành hít một hơi lạnh, cậu tu hành cả ba môn thần công đến cảnh giới võ thánh, khiến bản thân mạnh mẽ trước nay chưa từng có lại cũng dẫn phát thiên địa đồng hóa mãnh liệt hơn quá mạnh thì sẽ không được thiên địa dung nạp à phương tri hành khẽ thở dài sau đó vỗ ba chưởng vào mình ma huyết ấn ma cải huyết dịch giảm tu vi ngay sau đó đau đớn giống như thủy triều rút đi thật sự hữu dụng phương tri hành lập tức dọn dẹp chiến trường cậu có được bảo kiếm của kiếm thánh bạch y hai món thần binh cấp 8 của ly dương lão tổ, chuỗi hạt kim cang của Phật Thánh. Đúng lúc này, Phong Thánh bay trở về, bà ta nhìn Phương Tri Hành, tâm thần kích động không nói nên lời, vẻ mặt không thể tin được. Một địch bốn, hoàn toàn thắng lớn, chuyện này thật là. Phương Tri Hành nghiêng đầu nhìn bà ta rồi cười nói, người thấy có phần, tặng bảo vật trạch thánh và bạch thánh mang theo cho bà đó. Phong Thánh cúi đầu, sợ hãi nói, không dám, không có công không được hưởng lộc. Phương Tri Hành trầm ngâm, cười nói, bà cứ nhận lấy trước đi, lát nữa có việc cần bà giúp. Lúc này Phong Thánh mới bắt đầu thu thập bảo vật. Còn Phương Tri Hành quay người, bước về phía tà tăng phá giới. Lúc này, tà tăng phá giới bị đóng đinh trên mặt đất, mặt không còn chút máu, ông ta không ngừng ho ra máu, ruột chảy đầy đất. Ông ta nhìn thấy Phương Tri Hành đang đi tới thì không ngừng tặc lưỡi, cười thảm nói, lợi hại rốt cuộc ngươi là ai? Phương Tri Hành hỏi ngược lại, ông lại là thần thánh phương nào, không chỉ có thể qua lại giữa tầng 4 và tầng 5, còn hiểu biết nhiều bí mật của tầng 3 như vậy. Tà Tăng Phá Giới liên tục nói, nói cho ngươi biết thì ngươi có thể không giết ta không? Phương Tri Hành nghiêm túc suy nghĩ một lát rồi gật đầu nói, có thể. Tà Tăng Phá Giới vội vàng nói, câu trả lời rất đơn giản, bởi vì ta vốn đến từ thiên hạ thượng thương tầng 3, bị đầy xuống tầng 5, không chỉ tu vi hoàn toàn bị phế còn từng mất trí nhớ sau đó trí nhớ của ta dần dần hồi phục cho nên bắt đầu từng bước mưu đồ trở về tầng ba phương tri hành nghe mà tâm thần chấn động tặc lưỡi khen lạ hay lắm cậu đã sớm nghi ngờ thân phận tà tăng phá giới không đơn giản nhưng không ngờ lai lịch của ông ta lại bất phàm đến vậy thiên hạ thượng thương là nơi như thế nào phương tri hành không khỏi tò mò hỏi tà tăng phá giới hơi im lặng Vẻ ghê tởm từ tận đáy lòng hiện lên trên mặt, ông ta trả lời, đó là một vũ trụ rộng lớn thuộc về tiên Phật, mênh mông vô bờ, tiên nhân và Phật đà mạnh mẽ trấn áp vạn cổ, thống trị tất cả. Phương Tri Hành ồ lên, nhướng mày hỏi, ai đã đầy ông xuống dưới vậy? Tà Tăng phá giới nghiến răng nghiến lợi, nhưng ông ta lại lắc đầu nói, không thể nhắc đến tên của kẻ đó, một khi nhắc đến, ngài sẽ có thể cảm ứng được, từ đó dò xét hoặc tính được số mệnh của ta ông ta ngẩng đầu lên nhìn sâu vào phương tri hành rồi khuyên nhủ thông qua ta ngài sẽ biết đến ngươi phương tri hành trầm ngâm một lát lại hỏi cảnh giới tu hành của thiên hạ thượng thương được phân chia như thế nào tà tăng phá giới đáp thực ra không phức tạp chẳng qua tu hành chính là đấu với người đấu với trời đấu với người liên quan đến số mệnh cá nhân tức là cảnh giới lớn đầu tiên của tu hành gọi là bản mệnh cảnh chia nhỏ thành ba giai đoạn tức là niết bàn luân hồi túc mệnh tam cảnh đấu với trời liên quan đến thiên đạo tức là cảnh giới lớn thứ hai của tu hành gọi là thiên mệnh cảnh cũng có vài giai đoạn chia nhỏ nhưng ta không rõ lắm bản mệnh thiên mệnh phương tri hành hiểu rõ trong lòng suy nghĩ một hồi cậu nghiêm túc hỏi rốt cuộc thiên nhân là gì tà tăng phá giới thở dài rồi đáp thực không dám giấu ngay cả ở thiên hạ thượng thương thiên nhân cũng là tồn tại rất thần bí nhưng theo ta điều tra, chắc thiên nhân thuộc về thiên tộc, đến từ vị diện cao hơn. Bọn họ là kẻ giáng lâm, có thể sống sót, tu hành ở mỗi thế giới, đồng thời có hình thái hoàn toàn khác nhau ở các thế giới khác nhau. Chính vì vậy, mô tả về thiên nhân mới tương đối hỗn loạn, muôn hình muôn vẻ, mỗi người mỗi khác. Ví dụ, người ở tầng năm các ngươi cho rằng thiên nhân là một khối năng lượng thuần túy, tên, linh năng. Nhưng ở tầng 4 Thực ra thiên nhân không có quá nhiều khác biệt so với người thường, ít nhất thì mắt thường không nhìn ra được. Còn ở tầng ba, thiên nhân càng kín tiếng hơn, trừ phi bọn họ tự nổ, nếu không ngươi hoàn toàn không biết ai là thiên nhân. Phương Tri Hành suy nghĩ gì đó, rồi hỏi, có phải tất cả thiên nhân đều có một trái tim thiên nhân không? Có lẽ có thể xác định được điểm này. Tà tăng phá giới gật đầu rất chắc chắn, kẻ lưu đầy ta vốn bình thường không có gì lạ nhưng ngài vô tình giết chết một thiên nhân, có được một cơ hội ước nguyện, lập tức nghịch thiên cải mệnh, cưỡi lên đầu ta. Phương Tri Hành không khỏi nhíu mày, vội vàng nói, nếu vậy, tại sao ông không đi tầng năm giết chết bốn người thiên lôi? Tà Tăng phá giới lắc đầu thở dài, không phải ta không muốn, mà là ta không thể, thân thể ta không thể hoàn toàn thích ứng với mỗi thế giới được. Ở tầng năm, ta chỉ có thể tu hành đến bách ngưu cảnh, hoàn toàn không đánh lại đám người thiên lôi. Ở tầng 4, ta ngược lại có thể tu hành đến cảnh giới võ thánh, nhưng sau khi mạnh lên, lại không thể tùy ý tiến vào tầng 5. Phương Tri Hành đã hiểu, cậu cười ha hả nói, thì ra ông muốn lợi dụng đám người Ly Dương lão tổ giúp ông săn giết thiên nhân. Tà tăng phá giới thẳng thắn nói, đối tượng hợp tác của ta là Phật thánh, đáng tiếc ông ta bị giết rồi, vậy thì ta chỉ có thể tìm người khác. Phương Tri Hành gật đầu, ngoài ông ra, còn có người nào khác bị lưu đày xuống đây không? chắc là có đấy tà tăng phá giới nói kỹ hơn chắc chắn người bị lưu đày không ít đâu nhưng không phải ai cũng may mắn như ta bọn họ bị phế tu vi xóa ký ức trở thành phàm phu tục tử cuối cùng chết đi còn ta có lẽ là thuộc về ngoại lệ ít ỏi sắc mặt phương tri hành hơi thay đổi giơ tay lên rút tài quyết chi trượng ra phật một tiếng tà tăng phá giới ngã xuống đất lỗ máu trên bụng vô cùng đáng sợ ông ta vội vàng nhét ruột chảy ra trở lại bụng, huyết nhục ngọ ngoại, lành lại với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Phương Tri Hành lau vết máu trên tài quyết chi trượng, thản nhiên nói, câu hỏi cuối cùng, ông có cách nào giáng lâm thẳng xuống đại chu không? Không thể. Tà Tăng phá giới lắc đầu, đại chu là địa bàn của bốn thiên nhân kia, bọn họ liên tục không ngừng phóng, khí suy bại, ra, biến đại chu thành một cấm địa, hoàn toàn không có cơ hội giáng lâm thẳng xuống đó phương tri hành ngạc nhiên nói rốt cuộc bốn người thiên lôi là thế nào tại sao tầng năm chỉ có bốn người bọn họ là thiên nhân thực sự chuyện này khó nói tà tăng phá giới do dự nói bốn người thiên lôi có thể cũng là người bị lưu đày giống như tù nhân hoặc bọn họ có mục đích khác không thể nói ra cho nên mới nán lại đại chu phương tri hành suy nghĩ một lát cậu không hỏi thêm nữa mà xoay người bỏ đi thấy tình hình này tà tăng phá giới không khỏi thở vào nhẹ nhõm, đáy mắt ẩn chứa một tia hàng quang. Nhưng phong thánh cũng đồng thời quay đầu lại, ánh mắt bà ta chạm vào phương tri hành. Ngay sau đó, một cơn cuồng phong chợt nổi lên, bao trùm tà tăng phá giới. Ngươi! Tà tăng phá giới kinh hãi, còn chưa kịp nói ra một câu, toàn thân đã bị cuồng phong khoái nát, tan thành tro bụi, hồn phi phách tán. Phương tri hành đã hứa không giết ông ta, nhưng không nói người khác cũng không thể giết ông ta đạo hữu thật sự đến từ tầng năm phong thánh nghe thấy cuộc nói chuyện vừa rồi rất nhiều nội dung vượt quá nhận thức và tưởng tượng của bà ta phương tri hành không phủ nhận cũng không khẳng định cậu mỉm cười nói giúp ta thêm một việc nữa phong thánh vội vàng nói xin cứ dặn dò phương tri hành đáp ngươi đi ngay đến sào huyệt của năm người ly dương lão tổ trạch thánh lục soát những bảo vật có giá trị sau đó đến Thương Hải Môn gặp ta. Phong Thánh hiểu rồi. Hôm nay là một ngày kinh hoàng. Hư Thánh, Phật Thánh, cùng với đám người ly dương lão tổ, sáu vị võ thánh cùng nhau vẫn lạc, quá khủng khiếp, chuyện khủng khiếp không kém chính là gia tài đồ sộ mà sáu vị võ thánh để lại. Giao cho ta đi, trong lòng Phong Thánh kích động, bà ta chấp tay hành lễ, hóa thành một cơn lốc bay đi. Phương Tri Hành nhìn quanh một vòng, xác nhận không có gì bỏ sót, cậu xoay người rời đi không bao lâu sau cậu vượt qua hơn nửa châu trở về thương hải môn ngay lập tức nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi mà lúc này thương hải môn rộng lớn vẫn chưa có một ai nhận ra sự biến động lớn này vẫn làm việc của mình phương tri hành thản nhiên thân hình lóe lên lập tức lặng lẽ tiến vào động thiên phúc địa của thương hải môn nơi đây cũng là một khu vực cấm thời gian có địa hình rừng nguyên sinh quân giao và tế cẩu đang tu hành bên trong. Mày đến rồi. Phương tri hành bay đến một ngọn núi, đột nhiên một bóng đen lao ra, thè lưỡi, vẫy đuôi. Loài, chó. Thiên phú, sự ràng buộc của chó. Huyết mạch, liệt thiên lang, cấp 9. Huyết mạch thần thông, cùng khuyển bệnh, level, 9. Huyết mạch thần thông, cẩu thủy, level, 9. Huyết mạch thần thông, cẩu bào, level, 9 huyết mạch thần thông, vô hạn truy tung, level, 9, huyết mạch thần thông, hao thiên, level, 9, số mạng còn lại, 18. Huyết mạch cấp 9 Phương tri hành không khỏi kinh ngạc. Phải biết rằng, khi cậu thăng cấp lên võ thánh, tế cậu không ở bên cạnh. Chẳng lẽ là vì Đột nhiên phương tri hành rùng mình. Võ thánh chính là thiên địa, không có giới hạn khoảng cách, chỉ cần tế cậu và phương tri hành cùng ở trong một thế giới, thì có thể kích hoạt trói buộc khách. Nói cách khác, bất kể phương tri hành ở thế giới nào, chỉ cần cậu thăng cấp lên đỉnh điểm, tế cậu cũng có thể hưởng lợi theo. Tế cậu vui mừng không xiết, truyền âm nói, tao vừa ngủ một giấc, tỉnh dậy phát hiện huyết mạch đã thăng cấp, hí hí hí. Phương tri hành vô cùng cạn lời, cẩn thận xem kỹ năng bộc phát huyết mạch của tế cậu. Thanh động vạn tường, đã được nâng cấp thành, hao thiên. Mới thức tỉnh một kỹ năng, cùng quyển bệnh. Hơn nữa Tế Cẩu cũng từ toàn thân trắng như tuyết biến thành một màu đen bóng, cơ bắp phát triển, cường tráng như một con chó buông. Vấn đề là, thế mà số mạng còn lại giảm từ 36 xuống còn 18, số mạng giảm một nửa, chuyện gì thế, Phương Tri Hành có chút bất ngờ. Tế Cẩu đáp, có thể là tao quá mạnh. Mày có biết huyết mạch cấp 9 đáng sợ đến mức nào không, tất cả dị thú xung quanh đều sợ hãi bỏ chạy rồi phương tri hành nhìn quanh một vòng phát hiện thật sự đúng như vậy trong phạm vi vạn dặm không có dị thú nào khác hoạt động tế cẩu vui mừng không xiết cười lớn bây giờ tao mạnh mẽ đến mức đáng sợ mau tìm cho tao một kẻ địch tao sẽ giúp mày giết chết hắn phương tri hành lường một cái rồi đáp đừng vội chúng ta sẽ nhanh chóng trở lại tầng năm lật đổ thế giới đó tốt tế cẩu háo hức muốn thử dục vọng săn mồi vô cùng mạnh mẽ sau đó Phương Tri Hành để tế cậu sang một bên tự chơi đùa, cậu đi đến bên ngoài một động phủ. Phương Đại ca Quân giao cảm nhận được, nhanh chóng chạy ra từ trong động phủ rồi nhảy vào lòng Phương Tri Hành. Phương Tri Hành cười lớn, bế cô vào động phủ, cởi bỏ y phục. Hai người xa nhau càng thêm nhớ nhung, tận hưởng niềm vui cá nước. Vài ngày trôi qua, Phương Tri Hành và quân giao cuối cùng cũng dừng lại, kết thúc sự quấn quyết, vô cùng hài lòng cậu lấy một viên đạn bạc ra đưa cho quân giao đây là ánh mắt quân giao lóe lên cảm động sâu sắc cô cảm nhận được viên đạn bạc tỏa ra kiếm ý kinh người vượt quá sức tưởng tượng phương tri hành cười nói đây chính là vật truyền thừa của kiếm thánh nhất mạch kiếm chủng kiếm thánh đời đời truyền thừa chính là dựa vào kiếm chủng kiếm chủng này là tâm huyết của các đời kiếm thánh hóa thành lưu giữ lại những tinh hoa tuyệt nhất của kiếm đạo tuyệt học nói trắng ra kiếm chủng là một bộ nhớ có thể được luyện hóa hấp thu lưu trữ tinh hoa cả đời của các đời kiếm thánh bất kể ai có được kiếm chủng dù ngươi là một con heo thì cũng có thể trở thành một kiếm khách tuyệt thế trong thời gian ngắn quân giao không phải kẻ ngốc cô lập tức ý thức được chắc kiếm thánh của thế giới này đã bị phương tri hành giết chết nếu không thì kiếm chủng trân quý như vậy trên đời chỉ có một tuyệt đối không thể truyền ra ngoài phương đại ca món quà này quá quý giá rồi quân giao vui mừng không xiết trên mặt tràn đầy niềm hạnh phúc phương tri hành cười nói mau luyện hóa kiếm chủng đi thêm một thời gian nữa thì chúng ta cùng nhau trở về tầng năm náo loạn một phen long trời lỡ đất quân giao tinh thần phấn chấn lập tức ngồi xếp bằng xuống nuốt kiếm chủng vào bụng phương tri hành thấy vậy thì không quấy rầy quân giao tu hành nữa cậu đứng dậy đi ra khỏi động phủ bỗng nhiên bản hệ thống lấp lóe ánh sáng điều kiện để đại la huyết ma công Pháp tượng thiên mắt cấp 1. Quán tưởng đồ đằng một lần, chưa hoàn thành. 2. Quan sát ít nhất 3 cao thủ tu vi đạt đến pháp tượng cảnh thi triển pháp thiên tượng địa, tham khảo hình thái của bọn họ, chưa hoàn thành. 3. Luyện hóa 10.000 dọc sinh mệnh kim chúc, chưa hoàn thành. 4. Sử dụng máu của cao thủ pháp tượng cảnh pháp thiên tượng địa ngâm toàn thân trên 7 ngày, chưa hoàn thành. Cuối cùng cũng xuất hiện rồi. Phương Tri Hành thầm vui mừng, cậu cẩn thận xem xét, chỉ có bốn nhiệm vụ. Cũng đúng, bây giờ cậu thuộc cảnh giới võ thánh, thực lực mạnh lên không ít, đương nhiên điều kiện mắc cấp giảm xuống. Hơn nữa, bốn điều kiện này thoạt nhìn không khó hoàn thành, điều kiện một và ba có thể làm ngay bây giờ. Ừm, hoàn thành điều kiện ba trước đã. Nghĩ đến đây, Phương Tri Hành lấy một lượng lớn chất lỏng màu bạc từ túi hành lý ra, toàn bộ đều là sinh mệnh kim chúc, cậu thông dòng luyện hóa hấp thu thương hải môn đại điện nghị sự xác nhận rồi hả chùa minh hoàng thật sự bị diệt vong môn chủ phó vạn sơn ngồi quay mặt về hướng nam nhìn các trưởng lão ngồi phía dưới vẻ mặt kinh ngạc đường sư thúc gật đầu nghiêm nghị nói ta tự mình đến chùa minh hoàng xem thật sự không còn nữa từ dấu vết chiến đấu để lại hiện trường chỉ sợ là cuộc giao tranh giữa các võ thánh đã phá hủy chùa minh hoàng phó vạn sơn nghẹn ngào nói phật thánh đâu Chẳng lẽ Phật Thánh và một vị võ Thánh khác đã quyết đấu, dẫn đến chùa Minh Hoàng hoàn toàn bị hủy hoại? Đường sư thúc vội vàng nói, ta không nhìn thấy Phật Thánh, hiện trường có không ít di hài của tăng nhân, bọn họ chết rất thảm. Phó Vạn Sơn nghe vậy, trong lòng không khỏi bồn chồn, Kinh Hải nói, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Đột nhiên bốc diễm Nga mở miệng, đường sư thúc, có nhìn thấy phương khách khanh không, chẳng phải hắn đến chùa Minh Hoàng làm khách rồi à? phương tri hành trở về thương hải môn không tin động bất cứ ai cho nên không ai biết cậu đã trở về đường sư thúc lắc đầu xuề tay nói sống không thấy người chết không thấy xác bốc diễm nga không khỏi lộ vẻ lo lắng đang nói một lão giả râu tóc bạc phơ vội vã bước vào đại điện hô lớn môn chủ xảy ra chuyện lớn rồi phó vạn sơn vội vàng nói còn chuyện gì có thể lớn hơn chuyện chùa minh hoàng nữa lão giả râu bạc đáp ta nhận được tin tức, hai ngày trước đột nhiên vương triều Ly Dương xảy ra bạo loạn, vương gia khác họ từ thiên trạch lấy danh nghĩa thanh quân trắc, tịnh quốc nạn, dẫn quân giết vào vương đô, tàn sát hoàng cung, sau đó đăng cơ xưng đế. Lời này vừa nói ra, mọi người đều kinh hãi thay đổi sắc mặt. Vương triều Ly Dương không phải là một hoàng triều bình thường, có Ly Dương lão tổ chống lưng, ai dám tạo phản, trừ phi. Một suy nghĩ đáng sợ xuất hiện trong lòng mỗi người ly dương lão tổ đã xảy ra chuyện hoặc là phi thăng hoặc là đã chết phó vạn sơn trầm ngâm nói chắc ly dương lão tổ đã chết rồi nếu ông ta thành công phi thăng trước khi phi thăng nhất định đã chuẩn bị sẵn sàng không thể vừa phi thăng đã xảy ra chuyện thay đổi triều đại như vậy mọi người vô cùng đồng ý đổi thành ngươi là ly dương lão tổ biết rõ mình sắp phi thăng để mở đường cho con cháu đời sau nhất định sẽ loại bỏ tất cả những mối nguy hiểm tiềm ẩn vương gia khác họ từ thiên trạch gì đó, giết sạch toàn bộ, một lần là xong, chùa Minh Hoàng diệt vong, vương triều Ly Dương bị cướp đoạt Giang Sơn. Lòng bàn tay phó vạn Sơn đổ mồ hôi, ông cảm thấy có chuyện chẳng lành. Từng ngày trôi qua, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Mọi người ở Thương Hải Môn cho rằng sự sụp đổ của Chùa Minh Hoàng và sự thay đổi triều đại của Vương Triều Ly Dương là một kết thúc, nhưng đó thực ra chỉ là một khởi đầu. Không lâu sau có tin tức truyền đến, đám người phó vạn sơn nước Nam Hoang đột nhiên xảy ra bạo loạn, các nước đánh nhau kịch liệt, không thể kiểm soát. Chư hầu tranh bá, quần hùng nổi dậy. Đám người phó vạn sơn kinh hãi không thôi. Cần biết rằng, 16 nước Nam Hoang không phải là một mớ hỗn độn, bọn họ có một tông chủ quốc chung, đó là Vương Đình Chiểu Trạch, hàng ngàn năm qua, Vương Đình Chiểu Trạch thống trị toàn bộ Nam Hoang, 16 nước năm nào cũng triều cống, không hề dám lơ là mà người đứng sau vương đình chiểu trạch chính là trạch thánh phật thánh không rõ tung tích ly dương lão tổ đột ngột qua đời bây giờ đến cả trạch thánh cũng đám người phó vạn sơn vẻ mặt như gặp quỷ lắc đầu không thôi nghi ngờ chồng chất nhưng lại không sao hiểu được trong những cuộc thảo luận sôi nổi không bao lâu sau lại có một tin tức chấn động thiên hạ thánh địa tu hành thiên cung vân thủy xảy ra nội loạn một đêm chia thành hai môn phái một phái do đại trưởng lão điện tiền từ bồi an đứng đầu tự lập thành bạch sơn tông một phái do đại đệ tử chân truyền phòng lương giáng đứng đầu thành lập hắc thủy cung phải biết rằng thiên cung vân thủy là thế lực siêu nhiên truyền thừa vạn năm hưởng thụ sự nuôi dưỡng của bạch sơn hắc thủy sản sinh ra từng thế hệ anh hùng hào kiệt nổi tiếng khắp nơi chỉ riêng về nội tình thiên cung vân thủy tuyệt đối hơn thương hải môn không thể coi thường được ai có thể ngờ nói chia rẽ là chia rẽ chẳng lẽ trong mắt bọn họ không còn bạch thánh nữa à đại trưởng lão điện tiền từ bồi an là tâm phúc của bạch thánh nắm giữ thực quyền hôn một tiếng trăm người hưởng ứng đại đệ tử chân truyền phòng lương gián càng là người thừa kế được bạch thánh chỉ định hai người có quan hệ huyết mạch bọn họ ầm ĩ cái gì chẳng lẽ bạch thánh thật sự đã chết rồi à các dấu hiệu cho thấy bạch thánh có thể đã vẫn lạc Đường sư thúc chạy ra ngoài dạo một vòng trở về, gặp vài người lão bằng hữu, dò la được một số tin tức nội bộ về sự chia rẽ của thiên cung vân thủy. Vài ngày trước, có một nhân vật thần bí xông vào thiên cung vân thủy, phá mở cửa bảo khố, cướp một lượng lớn bảo vật. Trước khi nhân vật thần bí đó rời đi đã để lại một câu nói, rằng Bạch Thánh đã chết, bảo bọn họ nên biết điều. Đường sư thúc tâm thần chấn động nói. Cái gì, Bạch Thánh đã chết? đám người phó vạn sơn đều hít một hơi khí lạnh không thể tin được như vậy tính ra phật thánh ly dương lão tổ trạch thánh bạch thánh trời ơi đây là trời sập rồi à sắc mặt đường sư thúc phức tạp nhìn mọi người tiếp tục nói mọi người đừng hoảng hốt ta còn nghe được một tin tức khác càng khiến người ta chấn động hơn mọi người đã có chút tê liệt nổi từng lớp da gà cảm thấy không có tin tức gì có thể khiến bọn họ chấn động hơn nữa Đường sư Thúc nghiêm túc nói, có thể Vạn Kiếm Sơn cũng xảy ra chuyện rồi. Phó Vạn Sơn lập tức sửng sờ, lắc đầu nói, không thể nào, Kiếm Thánh là nhân vật như thế nào, lão nhân gia ông ta là kỳ tài tuyệt thế chấn động cổ kim, ai cũng có thể xảy ra chuyện, ông ta tuyệt đối không thể xảy ra chuyện được. Đám người từ xảo hà vô cùng đồng tình, cũng chất vấn, Kiếm Thánh nhất mạch truyền thừa lâu đời nhất. Vô số năm qua, các đời Kiếm Thánh đều là những người tài năng xuất chúng, Thực lực siêu quần, kiếm quét thiên hạ. Có lẽ có người có thể cạnh tranh với bọn họ, nhưng chưa từng có ai có thể đánh bại bọn họ. Đường sư thúc xuề tay, cười khổ nói, ta cũng không dám tin đây là sự thật, nhưng sự thật bày ra trước mắt. Trọng địa truyền thừa, mộ kiếm của Vạn Kiếm Sơn đã bị người ta phá vỡ, bảo kiếm bên trong bị cướp sạch. Lời này vừa nói ra, mọi người đều thay đổi sắc mặt, nhìn lẫn nhau. Mộ kiếm không phải là nơi bình thường nó là căn cơ của vạn kiếm sơn. Mọi người đều biết kiếm thánh có hai đại bảo vật truyền thừa, một là kiếm chủng do kiếm thánh mang theo bên mình, nuôi dưỡng trong cơ thể; hai là mộ kiếm, tất giữ bảo kiếm và các đời kiếm thánh đã sử dụng, tùy tiện lấy ra một thanh đều là hung khí giết chóc. Hơn nữa, mộ kiếm có liên quan đến tính mạng của kiếm thánh, chỉ có giết chết kiếm thánh trước rồi mới có thể cưỡng ép mở mộ kiếm. Cho dù kiếm thánh không ở nhà ngươi nhân cơ hội xông vào mộ kiếm cũng vô dụng. Bởi vì bản thân mộ kiếm là một pháp trận vạn kiếm khổng lồ, vừa công vừa thủ, có thể chịu được sự tấn công của các võ thánh khác. Mà chỉ cần mộ kiếm bị tấn công, lập tức sẽ kinh động đến kiếm thánh. Với tốc độ của kiếm thánh, dù ở chân trời góc biển cũng sẽ nhanh chóng quay trở lại. Tóm lại, trừ phi kiếm thánh đã chết, nếu không thì không có ai có thể tấn công hạ được mộ kiếm nếu kiếm thánh cũng ngã xuống, vậy thì thật sự biến thiên rồi. Phó Vạn Sơn càng thêm bồn chồn lo lắng. Con người chính là như vậy, khi một tín ngưỡng nào đó trong lòng đột nhiên sụp đổ, người nhất định sẽ rơi vào trạng thái lo lắng tột độ, bồn chồn bất an. Nhưng vẫn chưa hết, hai ngày sau, dãy núi ma cốt sụp đổ, ai cũng biết, dãy núi ma cốt là thánh địa trong lòng tất cả tà ma ngoại đạo trên đời, đồng thời cũng là sào huyệt của đại ma đầu hư thánh. Hư Thánh đã xây dựng không biết bao nhiêu pháp trận sát phạt khổng lồ và đáng sợ ở dãy núi Ma Cốt, biến vùng đất đó thành cấm địa khủng khiếp. Các thế lực chính đạo liên tục tấn công dãy núi Ma Cốt, kết quả liên tục thất bại, thương vong nặng nề. Chỉ cần Hư Thánh trấn giữ dãy núi Ma Cốt thì dãy núi Ma Cốt sẽ vững như thành đồng, không thể lay chuyển. Cho dù dãy núi Ma Cốt bị nhiều võ thánh liên thủ tấn công, vẫn không thể thay đổi hiện trạng thật sự không ngờ rằng dãy núi ma cốt khủng bố đến cực điểm lại bị sang thành bình địa chỉ sau một đêm. Phó Vạn Sơn và Đường Sư Thúc cùng đến dãy núi ma cốt xem xét, dãy núi từng hùng vĩ cao vút, nay đã biến thành một vùng đất hoang tàn. Không dưới 50 vạn tà ma ngoại đạo sống trong dãy núi ma cốt, tất cả đều bốc hơi khỏi nhân gian, chết không toàn thây. Hư Thánh là ma đầu số một thiên hạ, ông ta có thể không phải là người mạnh nhất, nhưng lại là người giỏi nhất trong việc bảo vệ tính mạng, nếu không thì ông ta đã bị người ta giết từ lâu rồi. Phó Vạn Sơn hoàn toàn tê liệt, không thể tin được. Đường sư thúc bẻ ngón tay đếm, trung giọng nói, sáu vị võ thánh xảy ra chuyện cùng một lúc, rốt cuộc là chuyện gì vậy chứ? Ba, luyện hóa 10.000 dọc sinh mệnh kim chúc đã hoàn thành. Sáng sớm, có mưa. Bây giờ là mùa mưa phùng, bầu trời mùa mưa phùng, những áng mây cuốn theo sự dịu dàng và lãng mạn, giống như một bức tranh thủy mặt dài biến ảo vô tận mưa phùn bay giống như sợi như sương như mộng như ảo thấm đẫm vạn vật trên mặt đất bên ngoài động phủ phương tri hành đứng dưới màn mưa lắng nghe tiếng mưa rơi trên lá chuối trong lòng cậu chưa từng có sự yên tĩnh như vậy dù bên ngoài có bao nhiêu sóng gió cậu không bị ảnh hưởng chút nào đúng vậy phương tri hành đã sống một cuộc sống nhàn nhã hiếm có khi thì tu hành khi thì đi câu cá tự tại thoải mái. Thực ra, đây mới là cuộc sống hàng ngày mà cậu vẫn luôn theo đuổi, bình an vô sự, không lo lắng, không gò bó. Tuy nói vậy, thế giới này giống như một cái lồng giam, nhốt mỗi người trong đó, ngày ngày không phải làm việc kiếm tiền, làm trâu làm ngựa, thì chính là những cuộc xã giao phiền phức. Thử hỏi, có bao nhiêu người có thể thực sự thoát khỏi thế giới này, phương tri hành đã làm được, lúc này, ở Thiên Hạ Võ Thánh, cậu đã vô địch thiên hạ quét ngang tất cả, mạnh mẽ đến cực hạn, thậm chí có thể không kiên nể gì mà hô to một câu, còn ai nữa? Vì vậy, một người phấn đấu nhiều năm như vậy, cuối cùng cũng được hưởng thụ, siêu nhiên thế ngoại, hưởng thụ một chút thì sao chứ? Mặc dù vậy, Phương Tri Hành vẫn đặt tu hành lên hàng đầu. Cố gắng hết sức, hoàn thành nhiệm vụ luyện hóa một vạn giọt sinh mệnh kim chúc. Ừm, nên tập trung rồi. Phương Tri Hành đã chơi đủ, không khỏi thu lại tâm tư dùng toàn bộ tinh thần vào tu hành. Điều kiện một là quán tưởng đồ đằng. Mưa phùn bay, khói sóng mênh mông, Phương Tri Hành ngồi xếp bằng, không một giọt mưa rơi trên người cậu. Đồ đằng sương máu lại hiện lên trong đầu cậu. Khoảnh khắc này, thời gian như ngừng lại, nước mưa đều dừng lại giữa không trung. Phương Tri Hành tiến vào trạng thái huyền diệu. Trong cơn mê mang, cậu chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn quanh, phát hiện mình đã ở trong màn sương máu dày đặc sương máu tràn ngập khắp đất trời vô cùng vô tận cuồn cuộn không ngừng giống như nước biển quấn quanh bên người cậu ông ào ào âm thanh quen thuộc hùng vĩ kia lại vang lên vang vọng trong lòng thanh tịnh mà thần bí không thể gọi tên không thể diễn tả bằng lời khóe miệng phương tri hành nhếch lên không khỏi lộ ra một chút mong đợi không ngoài dự đoán ngay sau đó con quái vật khổng lồ kia mơ hồ xuất hiện dường như gần ngay trước mắt lại như cách xa hàng triệu năm ánh sáng. Sương máu càng lúc càng dày đặc. Phương Tri hành ngẩng đầu, chắp tay sau lưng, sự tự tin và điềm tĩnh mạnh mẽ hiện lên trên mặt. Nói thật, từ lần trước khi cậu chặt đứt một xúc tu của quái vật xúc tu, cậu đã hoàn toàn vượt qua nỗi sợ hãi, không còn sợ con quái vật này nữa. Vèo, đột nhiên, một xúc tu huyết sắc khổng lồ lao tới, xé toạc màn sương dày đặc, đập xuống đầu. Xúc tu huyết sắc chưa rơi xuống, khí tức khủng bố đã đè xuống trước phương tri hành chỉ cảm thấy giống như núi đè lên đỉnh đầu vô cùng nặng nề ồ vội vàng như vậy à mỉm cười phương tri hành không sợ hãi cậu bình tĩnh ung dung giơ cánh tay phải lên duỗi ngón tay chỉ về phía trước tài quyết chỉ ánh sáng đen trắng hội tụ ở đầu ngón tay cậu thiện ác không phân biệt hòa quyện vào nhau hóa thành một cơn lốc hỗn loạn ánh sáng chói lòa, Phật xúc tu huyết sắc rung rẩy dữ dội, một lỗ lớn đường kính hơn trăm mét đột nhiên xuất hiện trên phần đầu, giống như bị đạn bắn tỉa xuyên qua. Một lần phán quyết, có hiệu lực suốt đời. Tài quyết chỉ mạnh mẽ bá đạo, có một hiệu ứng cực kỳ độc ác. Thậm chí nơi bị nó đánh trúng rất khó tự hồi phục, giống như bốn chữ, có hiệu lực suốt đời, đã chỉ ra. Xúc tu huyết sắc đau đớn, nhanh chóng co lại. Nhưng vẫn chưa kết thúc, lại có hai xúc tu huyết sắc phá vỡ màn sương mù lao tới hừ ngươi tức giận rồi à phương tri hành cười khẩy từ trước đến nay quái vật xúc tu chỉ duỗi một xúc tu huyết sắc để quyết đấu với cậu có chút giống như loại hàng như ngươi ta một tay có thể đánh chết nhưng lần này quái vật xúc tu đã nổi giận bị ép phải dùng cả hai tay hừ xem ta đè đầu ngươi như thế nào phương tri hành không muốn ngẩng đầu nữa đôi giày kim ti bộ vân lý trên chân phát ra ánh sáng, mũi chân điểm nhẹ, cậu đột nhiên bay lên cao, nhìn xuống từ trên cao. Từ ngước nhìn biến thành nhìn xuống, giết. Yes. Phương Tri Hành lập tức thay đổi chiêu thức, hai tay đánh xuống, lập tức bộc phát ra vô số trưởng ảnh, cuồn cuộn dữ lội, vô lượng vô cực. Ma ái chúng sinh. Ma trưởng màu đen uy lực mạnh mẽ, mang theo sức mạnh khủng bố đối xử bình đẳng. Thế nào là đối xử bình đẳng, ý nghĩa của nó là, bản cung không chết, các ngươi chung quy chỉ là phi. ầm ầm ầm. Trong nháy mắt, hai xúc tu huyết sắc giống như bị súng máy bắn phá, vô số ma trưởng trút xuống, đánh cho xúc tu huyết sắc run rẩy dữ dội, không ngừng chìm xuống. Từng mảnh thịt vỡ vụn bắn ra tứ phía, máu tươi điên cuồng phun ra. Dần dần, hai xúc tu huyết sắc chìm xuống đất, bị trấn áp không thể nhấc lên. Mà vô số trưởng ảnh vẫn chưa kết thúc, liên tục không ngừng, giống như băm thịt mà oanh kích hai xúc tu không biết đã qua bao lâu hai xúc tu huyết sắc đã tan nát không còn hình dạng vù vù hai xúc tu huyết sắc cũng co lại nhưng ngay sau đó ba xúc tu huyết sắc khác giống như tàu sân bay lao tới đến chiến phương tri hành cười lớn chiến ý dân cao vi phong lẫm liệt không ai bì nổi cậu đối mặt với ba xúc tu huyết sắc niêm hoa tống ma không hữu dụng bộ bộ ma ngục là công kích tinh thần đạo tâm chủng ma là ô nhiễm thân tâm phương tri hành trầm ngâm một lát cậu nắm chặt tam tim lưỡng nhận đau cũng vào lúc này ba xúc tu huyết sắc kia đột nhiên rung rẩy vèo 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 có rất nhiều giác hút trên bề mặt xúc tu huyết sắc lúc này đột nhiên từ trong giác hút phun ra từng quả cầu tròn huyết sắc không gian lập tức vặn vẹo quả cầu huyết sắc có lẽ một giọt máu ngưng tụ sức phá hoại vượt quá tưởng tượng nhanh mạnh chuẩn, chớp mắt đã đến, hơn nửa số lượng rất lớn, Phương Tri Hành lập tức nhận ra chiêu này cực kỳ khủng bố, có thể làm tổn thương cậu. Thiện ác bồ đề thân. Trong nháy mắt, hai màu đen trắng hiện lên trên người Phương Tri Hành, rõ ràng rành mạch, giống như Phật thiện ác. Thiện ác hộ thể, vạn pháp bất xâm. Cậu tiến vào trạng thái phòng ngự. Nói ra thì Phương Tri Hành đã không nhớ nổi lần cuối cùng cậu dốc toàn lực phòng ngự như vậy là khi nào trên thế gian cậu chỉ cần tấn công thì có thể đánh bại mọi đối thủ không bao giờ phòng ngự không ngoài dự đoán những giọt máu bắn vào người cậu lực xung kích rất mạnh mang theo hiệu ứng xuyên thấu đáng sợ toàn thân phương tri hành không ngừng rung lên ánh sáng đen trắng lúc sáng lúc tối ha ha ngươi đang gãi ngứa ta à phương tri hành ngửa mặt cười dài tất tam tim lưỡng nhận đau vào rồi chộp lấy cửu hoàng tích trượng quét ngang tài quyết chi trượng dưới pháp trượng, tất cả đều là kiến hôi. Phương tri hành dơ cao tài quyết chi trượng, giống như hóa thân thành chủ nhân của tài quyết, có quyền lực tuyệt đối phán xét vạn vật. Một lần quét qua, Phật một trong ba xúc tu huyết sắc lập tức đứt lìa. Hai xúc tu huyết sắc còn lại cũng bị lật ngược, không thể tiếp tục phun ra máu. Phương tri hành bước ra một bước, thừa thắng xông lên, vung cửu hoàng tích trượng lên rồi lần lượt đập xuống. ầm ầm ầm, Máu thịt bay tứ tung, Thiên địa rung chuyển, ba xúc tu huyết sắc nhanh chóng không còn nguyên vẹn, mất khả năng chiến đấu, đánh chiên thu hồi quân. Sương máu cũng theo đó tan đi. Phương Tri Hành mở mắt ra, sâu trong đồng tử từ sương máu mịt mù dần dần trở nên trong suốt. Rào rào, nước mưa bắt đầu rơi xuống, nối thành những sợi chỉ bạc. Phương Tri Hành cúi đầu, xòe bàn tay phải ra, thấy trong lòng bàn tay có thêm một giọt chất lỏng màu vàng, đây là huyết dịch của cậu, huyết dịch kim sắc lại một lần nữa biến đổi. Lần trước huyết dịch của cậu biến đổi, giúp cậu có thể thích nghi với môi trường của tầng 4. Vậy lần này, Phương Tri Hành lập tức tràn đầy mong chờ, tâm niệm vừa động, huyết dịch kim sắc trên lòng bàn tay thẩm thấu vào da biến mất. Ngay lập tức, Phương Tri Hành nhìn vào bên trong cơ thể, thấy huyết dịch kim sắc chảy vào mạch máu, huyết dịch hồng sắc xung quanh nhanh chóng bị hút tới, bị nuốt chửng. Tiếp theo, huyết dịch kim sắc giống như được bồi bổ, nhanh chóng sinh sôi nảy nở, ngày càng nhiều. Huyết dịch kim sắc chảy khắp cơ thể, lan tỏa đến tứ chi bách hài. Trong chốc lát, toàn bộ huyết dịch trong cơ thể Phương Tri Hành đã chuyển thành màu vàng kim, hoàn thành một cuộc thay máu lớn, một sự thăng hoa lớn, huyết dịch kim sắc cuồn cuộn chảy, kích thích huyết nhục gân cốt cùng tiến hóa, lột xác, chẳng mấy chốc, Phương Tri Hành đã đạt được một sự thăng hoa về thể xác. Thức tỉnh huyết thần thông, kim sắc huyết hà, level, chính, loại hình tăng trưởng hiệu ứng đặc biệt ngươi có thể ngưng tụ một dòng kim sắc huyết hà hội tụ máu của chúng sinh ồ đây là phương tri hành rùng mình toàn thân phấn chấn thân ảnh cậu lóe lên biến mất trong màn mưa dưới chân núi thương hải môn chính là thành sơn dương lúc này trong một con hẻm sâu trong thành đang diễn ra một cuộc hỗn chiến ác liệt bọn người của bang độc xà thấy một đôi phu thê trẻ tuổi trên đường thấy nữ nhân xinh đẹp như hoa thì lập tức buông lời trêu ghẹo. Không ngờ, trượng phu của nữ nhân lại là một cao thủ võ sư cảnh, kiếm thuật cao cường, đánh cho mấy tên lưu manh phải quỳ xuống xin tha. Những người khác trong bang độc xà nghe được chuyện này, sao bọn họ có thể nuốt trôi cục tức này, lập tức tập hợp nhiều người trong bang, bắt cóc người nữ nhân, đánh hội đồng thanh niên. Lấy nhiều đánh ít, còn dùng vôi bột ám toán, các ngươi có xứng là anh hùng hảo hán không? thanh niên đầy phẫn nộ cố gắng vung trường kiếm thi triển kiếm pháp gia truyền am lợt thịt hờ quỷ nguyệt kiếm quyết kiếm như nước chảy trăng như lưỡi câu mỗi lần thanh niên vung kiếm đều phóng ra một luồng ánh sáng trong trẻo đẹp như tranh vẽ giống như vầng trăng trong nước vô cùng tinh diệu tuy nhiên bị hàng chục người đánh hội đồng thanh niên liên tục khổ chiến dần dần kiệt sức rồi thất bại lúc này thanh niên chỉ còn dựa vào cơn giận dữ để chống đỡ nhưng con người có lúc cạn kiệt sức lực. Bịch, thanh niên ăn một gậy sau lưng, mặt mày đỏ bừng, toàn bộ dưỡng khí bị ép ra khỏi lồng ngực. Hắn loạn choạng dựa vào tường mới không ngã xuống. Mẹ kiếp, còn chưa chịu thua. Ta kinh. Một tên nam nhân một mắt khạc ra một bãi nước bọt tanh tưởi, mặt mày hung dữ, vẻ mặt vô cùng tàn ác. Ông ta túm lấy nữ nhân, ông cô vào lòng, giơ tay lên xuống rồi tùy ý không cố kỵ mà phi lễ cô. Tiểu tử, nữ nhân của ngươi ở trong tay ta, nhìn đi, cô ta hưởng thụ cảm giác bị ta chơi đùa chừng nào." Nam tử một mắt cười nham hiểm nói. "Ha ha ha, đám đông cười vang lên. Nữ nhân bật khóc, vô cùng sợ hãi. Thả cô ấy ra, thanh niên tức giận, nghiến răng nghiến lợi lao ra ngoài nhưng lại bị một cây gậy đâm vào chân. Cuối cùng, hắn không thể chống đỡ được nữa và ngã xuống đất. Đám người của bang độc xà xông lên, đè hắn xuống đất nam nhân chột mắt vui mừng quá mức đẩy nữ nhân xuống trước mặt chàng trai sau đó ngồi lên người nữ nhân rồi xé y phục của cô ra ngươi ngươi muốn làm gì thanh niên sợ hãi hét lên nam nhân chột mắt liếm lưỡi ông ta vặn vẹo trên người nữ nhân trên mặt tràn ngập tà quan sáng ngời nói đang làm gì hả ta muốn chơi nữ nhân của ngươi ngươi nhìn kỹ cho ta a đừng mà thanh niên kêu thảm thiết dãy dụa điên cuồng nhưng không làm nên chuyện gì cả hắn không muốn nhìn thê tử bị người ta làm nhục nhưng lại bị người ta nắm đầu bứt da đầu ép hắn phải nhìn lấy soạt đột nhiên một luồng hàng quang lướt qua toàn thân của mọi người đều cứng đờ âm thanh cười vui vẻ chợt im bặt lại thanh niên hơi ngây ra sau đó hắn nhìn thấy thân thể của nam tử một mắt từ chỗ lồng ngực đã nứt làm đôi máu tươi phun ra bắn tung tóe lên mặt hắn trắc lên thân của nữ nhân. Đôi phu thê mơ màng, nhìn quanh một lượt. Mấy người của bang Độc Xà đều bị chém đứt, độc tử tại chỗ, không một ai ngoại lệ. Thi thể ngổn ngang lộn xộn trên mặt đất, một vũng máu lớn chảy tràn trên đất. Đôi phu thê bò dậy, đỡ lấy nhau, không rõ có chuyện gì. Một lúc lâu sau, thanh niên dường như hiểu ra gì đó, hắn hét về phía không khí, đa tạ tiền bối cứu mạng, đại ơn đại đức ngô gia thành linh dương mãi mãi không quên hắn nói xong đôi phu thê lập tức đập đầu ba cái rồi rời khỏi hiện trường đợi hai người họ biến mất khỏi cuối hẻm thì một bóng dáng xuất hiện cách không không phải phương tri hành thì còn là ai cậu đạp bước đứng trên không trung đứng trên thi thể và vũng máu vẻ mặt không buồn không vui kim sắc huyết hà hiện thần thông khởi động chỉ một thoáng lấy phương tri hành làm trung tâm xung quanh hiển hiện một dòng sông màu vàng như tấm lụa lượng lờ lao nhanh không thôi. Nhìn từ xa, kim sắc huyết hà chỉ rộng bằng lòng bàn tay, dài 2 mét nhưng càng tiến lại gần kim sắc huyết hà thì càng cảm giác độ rộng của nó có thể sánh với hoàng hà, độ dài càng vượt qua trường gian. Kim sắc huyết hà vừa xuất hiện, vũng máu trên mặt đất đã ngược dòng, chảy ngược lên. Nhưng cho dù có bao nhiêu huyết dịch màu đỏ tiến vào kim sắc huyết hà, hoàn toàn không cách nào thay đổi màu sắc của nó. Sau nháy mắt, Phương Tri Hành cảm nhận được gì đó, thân thể không nhịn được mà run rẩy. Kim sắc huyết hà, hội tụ huyết dịch của 37 người. Độc xà điếu thủ, võ sư trung kỳ, công pháp cao nhất có thể tu luyện đến cảnh giới võ sư đỉnh phong. Độc xà công pháp, võ sư hậu kỳ, công pháp cao nhất có thể tu luyện đến cảnh giới đại võ sư đỉnh phong. Thủy Nguyệt kiếm quyết, võ sư trung kỳ, công pháp cao nhất có thể tu luyện đến cảnh giới võ tông đỉnh phong ánh mắt của phương tri hành chớp động giơ tay phải lên đột nhiên đánh ra cứ như một con độc xà nhào về phía trước rõ ràng là độc xà điếu thủ sau đó cậu lại nắm một cây trường côn lên vung mạnh ra ngoài trường côn uốn lượng cứ như độc xà xuất động đánh cho không khí phát ra tiếng pháo sau đó nữa phương tri hành nhặt một chui kiếm lên tùy ý múa mấy đường ánh sáng xanh hiển hiện kiếm khí tung hoành chính là thủy nguyệt kiếm quyết hàng thật giá thật mà phương tri hành chưa bao giờ tu luyện ba bộ công pháp này thậm chí là chưa từng nghe nói đến nhưng sau khi kim sắc huyết hà hấp thu huyết dịch của những người đó kinh nghiệm tu hành và cảm ngộ của bọn họ đều bị tiêu hóa hấp thu sau cùng hoàn toàn biến thành thứ thuộc về bản thân phương tri hành cứ như là bản thân phương tri hành tu luyện ra vậy khá lắm phương tri hành không khỏi vui mừng dưới đáy mắt bắn ra dị sắc còn nhớ lúc ở quy chân cảnh cậu đã phát hiện một bí mật phật không phải là người mà là tập hợp của vô số người cùng đi đến điểm cuối nếu như nói phật môn là thông qua truyền bá phật pháp để đám tín đồ chăm học khổ luyện sau cùng lại hoàn thành thu hoạch trở thành chân phật vậy thì kim sắc huyết hà của phương tri hành thô bạo hơn nhiều nó trực tiếp hút máu là được bất kể là ai chỉ cần phương tri hành hút huyết dịch của đối phương thì có thể đạt được thành quả nỗ lực cả đời của người đó nghịch thiên ghê Phương Tri Hành tấm tắc, sợ hãi tháng phục. Xem ra sau này cậu không lo về công pháp nữa, mà có thể hút máu của người khác, đạt được công pháp tu luyện của đối phương, lại dùng mở bấp để thăng cấp. Không khó tưởng tượng, người bị Phương Tri Hành hút máu, cả đời này đều không thể đánh bại cậu. Đương nhiên, có tin tốt thì cũng có tin xấu. Giao diện hệ thống lấp lóe ánh sáng. Tam nhãn của ngươi đang lột xác, chìm vào ngủ say, tạm thời không thể dùng. "Cậu không thể dùng Tam nhãn nữa." Phương Tri Hành cũng không quan tâm cho lắm. Tam nhãn là con ác chủ bài mà cậu cất giấu, không ép cậu đến cực điểm thì thông thường cậu sẽ không dễ dàng lấy ra dùng. Nhưng phóng mắt khắp thiên hạ võ thánh, còn ai có thể ép cậu dốc hết toàn lực, lại nói Tam nhãn có thể tiến hóa, thay đổi càng mạnh mẽ hơn, đối với cậu có lợi chứ không có hại. Từng điều kiện 1 và điều kiện 3 đã hoàn thành thuận lợi còn lại điều kiện 2 và điều kiện 4, chỉ có thể quay về thiên hạ cơ giới rồi hẳn đi làm. Phương Tri Hành gật đầu, cơ bản đã quyết định được kế hoạch hành động cho tương lai. Tạm thời chia làm 3 bước, bước thứ nhất, chuẩn bị ở thiên hạ võ thánh trước, cố gắng làm tăng thực lực. Ví dụ, nếu như có đủ nguyên liệu, tam tim lưỡng nhận đao có thể thăng cấp đến cấp 9 thượng phẩm. Bước này phải xem phong thánh rồi. Bà ta vơ vét của cải của sáu võ thánh, có lẽ có thể mang đến không ít thứ. Bước thứ hai, lén quay về thiên hạ cơ thần, tìm hành khiêm tốn, nhanh chóng thăng cấp đến pháp tượng cảnh, đạt đến bước đẩy ngang vô địch. Bước thứ ba, tiến đến đại chu, săn giết thiên nhân, đạt được trái tim của thiên nhân. Ừm, quá tuyệt. Phương Tri Hành mỉm cười, sau đó bay vọt lên trời. Phong Tân Cốc, nơi này là chỗ ở của Phong Thánh, bốn phía là ngọn núi cao vút trong mây giống như màn trắng của thiên nhiên vậy. Trong cốc lục ý dạt vào tràn ngập hương hoa, phong cảnh bốn mùa không ngừng thay đổi giống như là bồng lai tiên cảnh. Phù. Phong thánh bay từ bên ngoài về, giữa hai hàng lông mày tràn ngập vẻ mệt mỏi. Khoảng thời gian này bà ta rất bận rộn, liên tục đến những nơi như vương triều Ly Dương, đầm lầy nam hoang để vơ vét lượng lớn tiền bạc châu báu, thắng lợi trở về. Sau đó bà ta cần phí chút thời gian kiểm kê tỉ mỉ chiến lợi phẩm, ghi chép lại sau khi chỉnh lý thì mang hết đến thương hải môn giao cho phương tri hành về nhà rồi ngâm suối nước nóng phong thánh không khai tông lập phái bà ta chỉ sống một mình hơi cô độc bà ta mở trận pháp phòng ngự rồi tiến vào thâm cốc đang đi thì phong thánh chợt đổi sắc mặt ánh mắt nhìn về một cái cây lớn như lâm đại địch quát lên là ai sau một khắc có một bóng dáng bước ra từ phía sau cây lớn mặt mũi trung niên để râu dài mặc bộ đạo bào lam sắc khí chất như ngọc nhưng lại rất uy nghiêm nam nhân trung niên bình tĩnh thông dong mỉm cười hàng huyên như bằng hữu cũ vậy phong thánh đạo thánh phong thánh giật mình vẻ mặt toàn là kinh ngạc đạo thánh không giống với phật thánh đám người ly dương lão tổ ông ta là một đại lão chỉ tồn tại trong truyền thuyết dường như chưa ai gặp qua đạo thánh nhưng truyền thuyết liên quan đến đạo thánh thì chưa bao giờ dừng lại nghe đồn đạo thánh nắm giữ một bộ bí thuật có thể khiến ông ta lưu lại lâu dài ở thiên hạ võ thánh ông ta không cần phi thăng cũng sẽ không bị thiên địa đồng hóa nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha